Xin chào các bạn. Trong chương 1 thì các bạn đã học về một số những cái khái niệm cơ bản về dữ liệu, thông tin và máy tính. Đến chương thứ 2 thì các bạn học về cấu trúc máy tính và nguyên tắc hoạt động của máy tính. Đến chương thứ 3 thì các bạn học về phần mềm máy tính. Thế thì máy tính nó có phần cứng và phần mềm thì nó sẽ đủ điều kiện để hoạt động. Tuy nhiên là đến ngày nay thì các bạn còn có thêm một thứ nữa, đấy là mạng máy tính. Thì các máy tính nó có thể kết nối với nhau, sau đó thì nó tiến hành trao đổi thông tin giữa các máy, và chúng ta có một cái mạng máy tính rất là lớn có tên là mạng Internet. Và trong chương thứ tư này thì chúng ta sẽ thảo luận về mạng máy tính và Internet. Về phần nội dung thì chương này được chia làm 3 phần chính. Phần đầu tiên thì chúng ta sẽ nói về tổng quan mạng máy tính. Phần thứ hai thì chúng ta sẽ nói về Internet, và phần thứ ba thì chúng ta sẽ xem xét một số cái dịch vụ cơ bản mà có thể sử dụng ở trên Internet ngày nay. Thế như tôi đã nói với các bạn một lần trong các cái chương trước rằng là gì, cái môn này nó là môn tin đại cương. Thế nhưng mà đối với các bạn thì có thể là nó sẽ trở thành một môn rất là khó. Bởi vì sao? Bởi vì những cái nội dung ở đây là những cái nội dung đã bị cắt gọt đi rất là nhiều. Đối với sinh viên ngành công nghệ thông tin hoặc học máy tính thì họ phải học riêng một môn về cấu trúc máy tính, họ cũng phải học riêng một môn hoặc thậm chí là hai môn về công nghệ phần mềm, họ có thể phải học hẳn một môn về vi xử lý, và họ cũng có thể phải học riêng một môn về mạng máy tính. Thế nhưng mà chúng ta thì đa phần là những cái môn học này không được học trọn vẹn, mà chúng ta chỉ cắt lại những cái phần nội dung chính của môn học, sau đó thì nhồi nhét nó vào trong một cái thời lượng dài một vài tiết, 3 tiết, 4 tiết. Thế cho nên là các bạn cảm thấy rất khó hiểu thì cũng là cái điều bình thường. Tuy nhiên là tôi hy vọng rằng các bạn sẽ cố gắng đọc và cố gắng suy nghĩ về những cái vấn đề mình gặp phải. Nếu các bạn có vấn đề gì cần hỏi thì các bạn cứ trao đổi trực tiếp với giáo viên, và chúng tôi là những người mà luôn luôn sẵn sàng để trả lời các câu hỏi của các bạn. Trong cái phần đầu tiên tổng quan về mạng máy tính thì trước tiên chúng ta sẽ phải lướt qua một số cái khái niệm. Sau đó thì chúng ta sẽ xem qua các cái thành phần cơ bản cần có của một mạng máy tính. Tiếp theo thì chúng ta sẽ học cách thức mà các cái máy tính này nó kết nối với nhau. Đồng thời thì chúng ta cũng nói qua một chút về các cái giao thức. Các bạn hiểu nôm na rằng là cũng giống như con người, muốn trao đổi với nhau thì các cái máy tính nó phải cùng sử dụng một cái loại ngôn ngữ. Và các cái ngôn ngữ mà máy tính nó sử dụng như thế này thì người ta có những cái quy định rất là chặt chẽ, và các cái quy định này thì được gọi là giao thức. Sau đó đến phần cuối thì chúng ta sẽ có một số các cách phân loại mạng máy tính khác nhau. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu với cái khái niệm mạng máy tính là gì. Chúng ta sẽ bắt đầu với khái niệm mạng máy tính. Thế thì mạng máy tính là một tập hợp gồm nhiều các cái máy tính hoặc là các cái thiết bị xử lý thông tin được kết nối với nhau thông qua các cái đường truyền vật lý theo một kiến trúc mạng nhất định. Và sau đó thì các cái máy tính hoặc các thiết bị này có thể thực hiện trao đổi dữ liệu với nhau. Nhờ có mạng máy tính thì thông tin từ một máy tính có thể được truyền sang máy tính khác một cách dễ dàng. Các cái ví dụ về mạng máy tính thì hiện nay các bạn thấy là nó rất là phổ biến. Ví dụ như các bạn có thể có một cái mạng máy tính nho nhỏ tại nhà, hoặc là ở trường nông nghiệp thì cũng có một cái mạng nội bộ riêng của trường, và các cái mạng máy tính rộng hơn, ví dụ như là mạng Internet. Thế và tôi thì tôi tin rằng là ngày nay đa phần các bạn sinh viên thì các bạn đều có sở hữu smartphone, và các bạn sẽ đăng ký các cái gói cước 3G hoặc 4G, và sắp tới có thể là 5G. Và sau đó thì các bạn dùng cái smartphone của mình để kết nối đến Internet, sau đó thì các bạn có thể trao đổi thông điệp hoặc là tham gia vào các cái mạng xã hội khác nhau. Trong hình mà các bạn đang nhìn thấy đây, nó là một cái ví dụ về một cái mạng máy tính. Thì trong mạng có rất là nhiều các cái thiết bị khác nhau, có thể có những cái thiết bị mà các bạn đã quen như là điện thoại hoặc là máy tính xách tay hoặc là smartphone, và có những cái thiết bị mà các bạn chưa nhìn thấy bao giờ, ví dụ như là các cái switch nó rất là to. Và chúng ta sẽ quay trở lại và thảo luận kỹ hơn về các cái thiết bị này ở trong các cái phần sau. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nói về các cái thành phần cơ bản của một cái mạng máy tính. Mạng máy tính thì đương nhiên là nó phải bao gồm các cái máy tính rồi.
Ngoài ra thì trên các cái máy tính này chúng ta cũng cần có các cái card mạng, hay là cái từ tiếng Anh của nó là Network Interface Card, hay là viết tắt là NIC. Ngoài ra thì chúng ta cũng có cần có những cái đường truyền vật lý để mà thông tin từ máy tính này có thể truyền sang các máy tính khác. Ngoài ra thì chúng ta cần các cái thiết bị chuyên kết nối mạng, các thiết bị đầu cuối. Và để cho các cái máy tính nó có thể hoạt động ở trong môi trường mạng thì chúng ta cũng cần những cái hệ điều hành mà nó có hỗ trợ cái việc làm việc trong cái môi trường mạng này. Và chúng ta cũng cần các cái ứng dụng mà nó có thể khai thác được cái thông tin từ mạng máy tính. Ngoài ra thì chúng ta cũng cần có những cái kiến trúc mà cái mạng máy tính này nó phải tuân theo. Như các bạn đã biết, đấy là gì? Máy tính là cái thứ được dùng để xử lý thông tin, nhưng mà ngoài ra thì nó cũng có khả năng lưu trữ thông tin ở trên các cái loại bộ nhớ khác nhau. Thế và khi tham gia vào một cái mạng máy tính thì máy tính chính là cái đơn vị mà thường xuyên xảy ra cái việc là trao đổi thông tin với các cái máy tính khác theo yêu cầu của người dùng. Thế và mỗi một cái máy tính ở trong mạng thì được gọi là một nút mạng hay là một nốt. Như các bạn thấy ở trong hình thì chúng ta có ba cái loại máy tính khác nhau. Đấy là máy tính để bàn. Sau đó thì đến các cái loại máy tính mà nó có thể di động được. Thì ở đây người ta có máy tính xách tay, có tablet và có smartphone. Cái loại tiếp theo đấy là chúng ta có các cái máy tính cỡ lớn hoặc là các cái siêu máy tính hoặc là các cái máy chủ hay còn gọi là các cái server. Thành phần tiếp theo ở trên máy tính đấy là các cái card mạng. Thì các cái card mạng này nó là một cái bảng mạch cung cấp cái khả năng truyền thông mạng cho một cái máy tính. Có hai loại card mạng ứng với hai loại đường truyền khác nhau. Đấy là card mạng không dây và card mạng có dây. Thì các card mạng không dây thì nó sẽ giúp cho máy tính trao đổi mà không cần có các cái loại dây cáp. Thế còn các mạng có dây thì nó sẽ có một cái cổng để chúng ta cắm các cái đầu dây cáp vào và sau đó thì máy tính nó có thể hoạt động được trên môi trường mạng. Chúng ta cũng cần các cái thiết bị kết nối mạng khác nhau. Ví dụ như ở đây thì các bạn có thể thấy các cái hub, các cái switch, các cái access point và các cái modem. Thế thì cái hình thứ nhất là hình hub. Hình thứ ba là hình switch thì về cơ bản là hub với switch có chức năng là tương tự như nhau. Tuy nhiên switch là một cái thiết bị cao cấp hơn bởi vì nó có khả năng đọc các cái địa chỉ ở cái tầng mạng tương đối thấp và do đó thì cái thông tin khi mà được gửi thông qua switch ý, thì switch nó sẽ cố gắng tìm đến cái máy đích và sau đó thì nó forward hay là nó chuyển tiếp cái thông tin trực tiếp từ máy gửi đến máy đích, chứ nó không phát cái gói tin lại trên tất cả các cổng còn lại của switch như là hub. Với hub thì có một cái máy tính gửi thì cái hub này sau khi nhận được gói tin thì nó sẽ phát cái gói tin này trên tất cả các cổng còn lại của hub. Cái thiết bị ở trong hình thứ hai thì thường thường nó được gọi là các cái access point. Đây là các cái thiết bị mà nó giúp cho chúng ta có thể kết nối từ các cái máy tính tới cái môi trường mạng mà không cần có dây. Thế và cái hình thứ tư thì nó là một cái hình đại diện cho các cái modem. Thì nếu mà ở nhà các bạn có đăng ký cái dịch vụ internet thì thông thường các bạn sẽ cần đến cái modem này. Ngày nay thì các cái modem thường thường nó sẽ tích hợp luôn cả cái chức năng của access point bên trong. Có nghĩa là các bạn không cần phải mua thêm access point rời nữa. Ở trong mạng thì chúng ta cũng có thể có các cái thiết bị đầu cuối, ví dụ như là các cái máy photo thế hệ mới thì nó có kết nối mạng. Máy in cũng có kết nối mạng để chúng ta có thể in ấn từ xa. Chúng ta có thể có các cái máy scan hoặc là các cái webcam thực hiện cái chức năng giám sát. Cái webcam có chức năng giám sát này thì bây giờ các bạn thấy khá là nhiều. Nó được lắp ở các cái gia đình cũng phổ biến. Và webcam mà giám sát thì nó cũng có hai kiểu kết nối là kiểu có dây và kiểu không dây. Ngoài ra thì chúng ta cũng có các cái phụ kiện mạng, ví dụ như là các cái lách cắm. Khi mà các bạn muốn mua dây mạng thì có thể là người ta sẽ có một cuộn dây rất là to, sau đó các bạn nói các bạn muốn mua bao nhiêu mét thì người ta sẽ cắt ra và sau đó thì người ta sẽ bấm cái đầu ra cắm này cho các bạn. Và các bạn cũng có thể có các cái ổ cắm mạng. Khi mà các bạn xây nhà mới thì các bạn nên chuẩn bị sẵn đường dây mạng và các cái ổ cắm mạng này thì sau này các bạn sẽ không phải đi lại dây nữa. Để các cái máy tính nó hoạt động
được ở trong môi trường mạng thì ngoài các cái thiết bị cần thiết ra thì nó còn cần đến hệ điều hành mạng nữa. Và cái hệ điều hành này thì nó sẽ giúp cho cái máy tính có thể vận hành được trong môi trường mạng và các cái ứng dụng khác chạy trên cái máy tính này cũng có khả năng hoạt động ở trong môi trường mạng. Thế và sau khi có một hệ điều hành mà hỗ trợ cho việc hoạt động trên môi trường mạng rồi thì chúng ta cần các cái ứng dụng cụ thể để thực hiện các cái chức năng cụ thể trên môi trường mạng. Ví dụ như là chúng ta có các cái ứng dụng email để gửi thư điện tử, chúng ta có các cái trình duyệt để có thể xem các cái nội dung, chúng ta có các cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu, chúng ta cũng có những cái ứng dụng mạng xã hội hoặc là những cái ứng dụng mà giúp chúng ta có thể thực hiện các cái cuộc gọi có hình ảnh hoặc là chỉ có âm thanh không. Thế và còn một cái thành phần cực kỳ cơ bản nữa của mạng máy tính, đấy là cái kiến trúc của mạng máy tính. Thì trong cái kiến trúc này chúng ta có hai cái thứ cần phải quan tâm, đấy là cái cách thức mà các cái máy tính nó kết nối với nhau thì người ta gọi là cái topo của mạng, và chúng ta cũng cần các cái quy ước để truyền dữ liệu giữa các cái máy tính, và chúng ta gọi các cái quy ước này là các cái giao thức hay là protocol. Trong phần tiếp theo này thì chúng ta sẽ nói chi tiết hơn một chút về cái mô hình kết nối giữa các máy tính trong mạng và các cái giao thức mạng. Về cái mô hình kết nối hay là topo mạng thì dựa theo cái kỹ thuật truyền tải thông tin thì chúng ta có thể chia mạng thành hai kiểu kết nối, đấy là kiểu từ điểm tới điểm hay là point to point network, và các cái mạng dạng quảng bá hay là broadcast, hay còn có một tên khác là point to multipoint network, tức là chúng ta sẽ có một cái điểm chuyên phát và cái dữ liệu này thì nó sẽ được phát cùng lúc đến nhiều điểm khác hay là nhiều máy tính khác nhau. Trong cái mô hình kết nối theo kiểu từ điểm tới điểm hay là từ máy tính tới máy tính thì các cái đường truyền nối các cái nút mạng thành từng cặp với nhau, và mỗi một nút thì đều có trách nhiệm lưu trữ dữ liệu tạm thời, sau đó thì chuyển tiếp cái dữ liệu này tới cái nút lân cận hay là nút kết nối với nó. Nút lân cận sẽ chuyển tiếp dữ liệu như vậy cho đến khi cái dữ liệu này đến được cái máy tính đích thì thôi. Và cái mạng theo kiểu kết nối từ điểm thế này thì nó còn được gọi là cả cái mạng lưu và chuyển tiếp dữ liệu. Trong các cái slide vừa rồi thì chúng ta đã nói với nhau về cái kiểu kết nối từ điểm tới điểm, và các bạn có thể cảm thấy rất là khó để mà hình dung ra. Thế thì đến cái slide này thì chúng ta có hai cái hình vẽ, và nếu các bạn nhìn vào đây thì tôi hy vọng rằng các bạn sẽ hiểu thế nào là kết nối từ điểm tới điểm. Thế thì ở đây nó có hai cái mô hình là mô hình sao và mô hình cây. Thì các bạn cứ tưởng tượng là cái mô hình sao này thì ở cái phần giữa của nó đấy là một cái thiết bị, và người ta gọi cái thiết bị này là cái switch. Thì như tôi đã diễn tả trong một cái slide phía trước, đấy là khi một cái máy tính gọi là máy tính gửi, nó gửi một gói tin thì đương nhiên cái gói tin này sẽ đi theo cái đường kết nối và nó sẽ được chuyển đến switch. Switch hay là bộ truyền mạch này thì sau đấy sẽ đọc cái gói tin và cố gắng xác định cái địa chỉ của máy nhận. Sau khi mà nó phát hiện ra cái máy nhận thì nó sẽ cố gắng gửi cái gói tin này trực tiếp đến máy nhận. Và đấy là cái lý do tại sao mà chúng ta nên sử dụng switch thay cho hub, bởi vì khi mà hub nó nhận được gói tin thì nó lại phát lại cái gói tin này trên tất cả các cổng còn lại. Thì nó sẽ gửi cả đến những cái máy tính mà không phải là máy nhận. Thế còn đối với cái mô hình dạng cây thì các bạn thấy rồi, mỗi một cái máy tính nó sẽ kết nối đến một hoặc một vài cái máy tính khác. Thế và giả sử rằng là cái máy tính ở phía trên cùng nó muốn gửi thông tin đến một trong số 4 cái máy tính ở hàng dưới cùng, thế thì nó sẽ phải gửi thông qua một cái nút trung gian. Và đấy cũng chính là lý do tại sao cái mô hình kết nối từ điểm tới điểm này nó lại có tên là cái mô hình chuyển tiếp. Cái kiểu kết nối thứ hai gọi là kiểu quảng bá hay là kiểu broadcast. Thì ở đây chỉ có tồn tại một kênh truyền vật lý và tất cả các cái nút ở trong mạng cùng truy cập vào cái kênh truyền vật lý này. Do đó khi mà một cái máy tính nó gửi cái gói dữ liệu thì tất cả những cái máy tính tham gia vào mạng nó đều có thể bắt được cái gói tin này.
Kiểu kết nối quảng bá thì nó có 3 dạng chính là dạng bus tức là dạng đường truyền, dạng ring tức là dạng vòng tròn và dạng vệ tinh. Thì các bạn có thể tưởng tượng rằng là với cái dạng đầu tiên thì khi mà một cái máy tính bất kỳ gửi một gói tin thì cái gói tin này sẽ được chuyển lên cái đường bus chung và sau đó thì nó sẽ được phát đến tất cả các cái máy tính còn lại. Ở trong cái dạng thứ hai là dạng ring thì khi mà một máy tính gửi một gói tin thì cái gói tin nó sẽ đi vào phần đường vòng tròn và do đó thì các máy tính còn lại cũng nhận được luôn. Và đối với kiểu vệ tinh thì các bạn biết rồi, vệ tinh thì nó cứ phát sóng xuống trái đất, thế và các cái trạm thu phát sóng thì hoàn toàn có quyền thu cái sóng này. Tuy nhiên là trong cái môi trường thực tế thì không phải lúc nào mọi thứ nó cũng dễ dàng như vậy, bởi vì là các cái tín hiệu có thể được mã hóa một cách nào đó. Và kể cả là khi đã thu được tín hiệu thì các bạn cũng cần phải có một cái bộ giải mã thì mới có thể khai thác được những cái thông tin mà vệ tinh nó gửi xuống. Thế thì nếu mà ai mà dùng cái truyền hình K cộng thì các bạn có thể là sẽ hiểu cái mô hình vệ tinh này hơn. Về giao thức mạng thì như đã nói với các bạn trong cái slide phía trước, đấy là tập các cái quy tắc giao tiếp giữa các cái hệ thống máy tính khác nhau thì nó hình thành nên giao thức mạng. Thế và các máy tính muốn nói chuyện với nhau thì phải dùng chung một cái giao thức. Trên đời thì nó có rất là nhiều các giao thức và thông thường các cái giao thức này thì nó được xây dựng lên bởi các cái cơ quan có thẩm quyền và thông thường thì mỗi một cái giao thức nó được mô tả bằng những cái tài liệu rất là dài dòng. Tuy nhiên ở đây thì chúng ta có thể hiểu ngắn gọn rằng là giao thức thì nó có hai cái thành phần chính là bao gồm cú pháp và ngữ nghĩa. Cú pháp thì nó sẽ định dạng cái gói dữ liệu, cái phương thức mã hóa và các cái mức tín hiệu. Thế còn về mặt ngữ nghĩa thì nó sẽ có những cái quy định về các cái thông tin điều khiển lưu lượng và xử lý lỗi. Trong cái phần tiếp theo thì chúng ta sẽ nói về cái việc phân loại các cái mạng máy tính. Cách phân loại mạng đầu tiên đấy là phân loại theo khoảng cách địa lý. Theo cách phân loại này thì mạng máy tính có thể chia thành 4 loại, đấy là mạng cục bộ hay là local area network hay là viết tắt là LAN, mạng đô thị metropolitan area network hay viết tắt là MAN, mạng diện rộng wide area network hay viết tắt là WAN và mạng toàn cầu hay là vast area network viết tắt là VAN, VAN. Và trong các cái slide sau thì chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu chi tiết hơn từng cái loại mạng này. Đầu tiên là cái mạng cục bộ hay là mạng LAN thì là một cái mạng mà được cài đặt trong cái phạm vi tương đối nhỏ, ví dụ như là trong một hộ gia đình hay trong một cái công ty nho nhỏ, trong trường học hoặc là trong cái cơ quan. Và các bạn có thể nhìn thấy cái hình phía bên dưới. Thông thường thì trong mạng này chúng ta sẽ có một cái bộ truyền mạch và từ cái bộ truyền mạch này chúng ta kết nối đến các cái máy tính khác nhau. Trong mạng cũng có thể có một cái máy tính cung cấp các cái dịch vụ được gọi là máy tính server, và cái máy tính này cũng có thể hay là cái mạng này cũng có thể có các cái thiết bị khác, ví dụ như là các cái máy in để cho người dùng có thể thực hiện in ấn tài liệu từ xa. Cái loại mạng thứ hai khi phân theo khoảng cách địa lý đấy là mạng đô thị hay là Metropolitan Area Network. Thì cái mạng này được cài đặt trong phạm vi một cái thành phố hoặc là một trung tâm kinh tế với cái phạm vi địa lý có thể lên đến hàng trăm km khác nhau. Và như cái hình bên dưới thì các bạn có thể thấy rằng là một cái mạng Metropolitan Area Network này thì nó là kết hợp hay là sự kết nối của nhiều cái mạng thuộc dạng cục bộ lại với nhau. Ở cái khoảng cách địa lý rộng hơn hay là cái quy mô rộng hơn so với lại mạng đô thị thì chúng ta có mạng diện rộng hay là wide area network. Thì cái phạm vi hoạt động mạng này có thể vượt qua biên giới của một quốc gia và nó có thể bao gồm các cái quốc gia trong cùng một khu vực với nhau. Và các bạn thấy rằng là trong trường hợp này thì chúng ta có một cái hình mô tả cái mạng diện rộng này và trong đó thì nó khá là phức tạp. Các bạn thấy là nó có thể có rất là nhiều các cái máy tính khác nhau. Và cái mạng có quy mô lớn nhất khi mà phân theo cái khoảng cách địa lý đấy là mạng toàn cầu hay là Vast Area Network.
thì phạm vi của mạng nó trải rộng ra toàn bộ các cái lục địa của trái đất. Cách phân loại mạng thứ hai mà chúng ta đề cập đến ở đây đấy là phân loại dựa theo cái mối quan hệ giữa các máy tính ở trong mạng. Thế thì theo cái cách phân loại này thì chúng ta có hai kiểu mạng khác nhau, đấy là các cái mạng bình đẳng hay là mạng ngang hàng hay là peer to peer, và cái mạng hoạt động theo cái mô hình khách chủ hay là client server. Mạng đầu tiên là mạng bình đẳng hay là mạng ngang hàng hay là peer to peer, thì trong cái mạng này thì các máy tính có quan hệ ngang hàng với nhau. Một máy tính có thể yêu cầu một máy tính khác phục vụ và ngược lại. Thế thì nếu mà ai trong số các bạn đã từng chơi Torrent, hoặc là ngày nay thì nó có tên là cái giao thức MACnet, MACnat, thì các bạn có thể biết đến cái mạng ngang hàng kiểu như thế này. Đấy là gì? Tôi giả sử rằng tại thời điểm ban đầu tôi có một bộ phim muốn chia sẻ. Thế thì đương nhiên là tôi sẽ thực hiện cái hành vi chia sẻ của mình. Sau đó người dùng A kết nối đến và tải cái bộ phim của máy từ máy của tôi về máy của họ. Sau đó đến người dùng thứ hai là người dùng B cũng kết nối vào cái mạng này. Lúc này thì người dùng B có hai cách hay là hai cái nguồn để mà tải. Một là anh ta có thể tải từ người dùng A, hai là anh ta có thể tải từ tôi là người dùng chia sẻ đầu tiên. Thế thì các bạn thấy là lúc này thì cái người dùng A anh ta đóng vai trò là server. Lúc trước thì người dùng A đóng vai trò là client hay là người khách, và tôi thì đóng vai trò là người phục vụ. Thế còn khi mà cái người dùng B kết nối đến thì người dùng B đóng vai trò là client, còn người dùng A lúc này thì có thể là vừa đóng vai trò client và vừa đóng vai trò là server. Cứ như vậy thì các bạn sẽ thấy rằng là càng những cái người dùng vào sau thì cái cơ hội mà họ tải được dữ liệu nó sẽ càng lớn hơn, và cái tốc độ tải nó càng nhanh hơn. Do là gì? Họ có thể tải từ nhiều nguồn cùng một lúc. Thì đấy chính là một trong những cái ưu điểm nổi bật của cái mô hình ngang hàng hay là mô hình peer-to-peer này. Cái loại mạng thứ hai khi phân theo cái mối quan hệ giữa các máy tính trong mạng thì nó gọi là cái mạng theo mô hình client server hay là mô hình khách chủ. Trong đó thì có một hoặc là một số máy đóng vai trò là máy chủ hay là máy server hay là máy phục vụ, và các cái máy này thì chuyên cung cấp các cái dịch vụ khác nhau. Các cái máy tính còn lại thì đóng vai trò là client hay là khách, và các cái máy tính khách này thì chỉ có truy cập đến server và khai thác các cái dịch vụ từ server mà thôi. Thế thì các bạn có thể tưởng tượng như là các cái dịch vụ web là một cái dạng điển hình của cái mô hình client server. Tôi lấy ví dụ chẳng hạn, các bạn muốn đọc tin tức các bạn có thể vào trang dân trí.com.vn. Thế thì cái đơn vị quản lý dân trí.com.vn họ phải duy trì một hoặc là một số các cái server nhất định. Thế và lúc này thì các cái máy tính này đóng vai trò là người phục vụ, và tôi hay là các bạn khi mà dùng trình duyệt web của mình truy cập vào địa chỉ dân trí.com.vn thì chúng ta lại đóng vai trò là client. Lúc này thì chúng ta chỉ khai thác các cái thông tin mà dân trí.com.vn họ cung cấp mà thôi. Ngoài cái dịch vụ web ra thì các cái máy server hay là các cái máy phục vụ này họ có thể cung cấp nhiều cái loại dịch vụ khác nhau. Ví dụ như là dịch vụ tệp, dịch vụ in ấn, dịch vụ phát nhạc, dịch vụ phát phim, dịch vụ nhắn tin. Rất là nhiều các cái dịch vụ mà các bạn có thể tự mình tìm kiếm trong cái điều kiện thực tế. Bây giờ thì chúng ta sẽ sang phần thứ hai. Trong phần này thì chúng ta sẽ nói về một cái mạng máy tính có quy mô lớn nhất thế giới hiện nay, đấy là mạng Internet. Thì trong cái phần đầu chúng ta sẽ nói về một số cái khái niệm, ví dụ như là khái niệm Internet là gì, khái niệm máy chủ và máy khách. Cái vấn đề về máy chủ và máy khách thì tôi đã vừa mới giải thích cho các bạn rồi. Nhưng sang phần này thì chúng ta sẽ giải thích lại một chút. Sau đó thì đến một phần rất là khó hiểu, tuy nhiên nó lại cực kỳ là quan trọng, đấy là cái địa chỉ IP và các cái tên miền. Sau đó thì chúng ta sẽ nói qua một chút về khái niệm thế nào là trang web và website. Sau đó nữa thì chúng ta sẽ có một phần khá là ngắn nói về các cái thiết bị cũng như là cái thủ tục cần thiết mà các bạn phải sử dụng khi mà các bạn muốn có cái kết nối Internet tại nhà của mình. Trong phần này thì khái niệm đầu tiên mà chúng ta học là khái niệm Internet. Thì Internet là hệ thống thông tin toàn cầu gồm các cái máy tính được liên kết với nhau. Và cái hệ thống này thì nó sử dụng hai giao thức chính là giao thức TCP và giao thức IP. Ở đây tôi nói là hai giao thức chính là bởi vì ngoài hai giao thức này ra thì cái hệ thống Internet này nó còn sử dụng rất rất nhiều các giao thức khác nữa.
Thế TCP là viết tắt của Transmission Control Protocol, thì còn IP là viết tắt của Internet Protocol. Và Internet ngày nay thì nó không thuộc sở hữu của riêng ai cả, và nó có các cái ủy ban điều phối và các cái ủy ban kỹ thuật để giúp cho cái việc vận hành nó được trơn tru. Thế các bạn nghĩ rằng là nó không thuộc về ai, tại sao các bạn dùng Internet các bạn lại phải trả tiền đúng không? Thế thì thực ra là các bạn không trả tiền cho Internet, mà các bạn phải trả tiền cho những người cung cấp cái dịch vụ Internet. Ví dụ các bạn đang dùng điện thoại, các bạn truy cập vào Internet, thế thì các bạn phải trả tiền cho cái người cung cấp cái dịch vụ 3G hoặc 4G, tức là họ phải xây dựng cái hạ tầng gồm các cái trạm thu phát sóng rồi triển khai rất là nhiều các cái thứ máy móc thì các bạn mới truy cập được Internet. Thế thì các bạn không trả tiền cho Internet mà các bạn trả tiền cho người cung cấp cái dịch vụ Internet để cho các bạn. Thì đấy là một chút và các bạn nên rạch ròi ra. Khái niệm tiếp theo là khái niệm máy chủ hay là máy phục vụ. Thì đây là một cái máy tính hoặc là một hệ thống các cái máy tính cung cấp các tài nguyên và các cái dịch vụ để cho các máy tính khác có kết nối đến chúng có thể sử dụng được. Thế thì các cái dịch vụ phổ biến là file server, tức là các cái máy nó cung cấp các cái tệp để người dùng có thể tải xuống, các cái print server, tức là các cái máy tính mà nó có kết nối sẵn đến máy in. Khi người dùng kết nối đến các cái máy tính này thì có thể thực hiện cái lệnh in thông qua môi trường mạng. Application server là các cái máy tính mà nó cung cấp các cái ứng dụng khác nhau. Main server là các cái máy tính giúp cho chúng ta gửi các cái thư điện tử. Web server là cái máy cung cấp các cái nội dung và người dùng thì có thể truy cập thông qua các cái trình duyệt web. Database server, đây là các cái máy mà nó có chứa các cái cơ sở dữ liệu khác nhau, hoặc là các cái communication server là các cái máy tính mà nó triển khai các cái dịch vụ giúp cho người dùng có thể tương tác, trao đổi với nhau. Chúng ta đã biết rằng server hay là máy phục vụ thì chuyên cung cấp cái dịch vụ hoặc là tài nguyên. Thế và cái người sử dụng những dịch vụ hoặc tài nguyên này thì được gọi là máy khách hay là máy client. Đây là các cái hệ thống máy tính mà trên đó có cài các cái phần mềm. Mục tiêu của nó là có thể kết nối được đến các cái dịch vụ thông qua Internet. Sau đó thì nó có thể khai thác được các cái dịch vụ, các cái tài nguyên do server cung cấp. Khái niệm tiếp theo mà chúng ta cần quan tâm đấy là địa chỉ IP. Thế thì mỗi cái máy tính khi mà hoạt động ở trong mạng máy tính nó cần có một cái địa chỉ. Và cái địa chỉ này thì người ta gọi là địa chỉ IP, đặt theo tên của giao thức IP. Và cái địa chỉ này thì giúp cho các cái máy tính có thể chuyển thông tin cho nhau một cách chính xác. Hiện tại thì có hai phiên bản khác nhau của địa chỉ IP đang được sử dụng là địa chỉ IP phiên bản thứ tư hay gọi là IPv4 hay version 4 và cái địa chỉ IP version 6 hay là V6. Với địa chỉ IP version 4 thì chúng ta sử dụng 32 bit để đánh cho một địa chỉ. Thế và khi chúng ta sử dụng 32 bit thì chúng ta có thể đánh được khoảng hơn 4 tỷ địa chỉ khác nhau. Và đến cái cuối năm 2019 thì người ta đã chính thức tuyên bố rằng là 4 tỷ cái địa chỉ mà đánh bằng IP version 4 thì nó đã hết. Có nghĩa là nếu các cái máy tính mới muốn tham gia vào mạng thì sẽ không còn địa chỉ để mà đánh nữa. Tuy nhiên là các bạn cũng không cần phải lo lắng bởi vì là người ta đã nhìn thấy cái vấn đề này từ hơn 20 năm trước. Thế là vào khoảng năm 1998 thì người ta đã bắt đầu cho rằng là đến một ngày nào đấy thì cái dải địa chỉ 4 tỷ địa chỉ khác nhau của IP version 4 sẽ hết và người ta đã bắt đầu xây dựng cái giao thức IP version 6. Và đối với phiên bản version 6 này thì người ta sử dụng đến 128 bit để đánh địa chỉ. Và với 128 bit này thì người ta có thể đánh được 10 mũ 38 địa chỉ khác nhau. Đây là một con số rất lớn và người ta tin rằng là sẽ rất 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 lâu nữa thì cái địa chỉ IP version 6 nó mới bị hết. Trong slide vừa rồi thì tôi đã có nói với các bạn rằng là một cái địa chỉ IP version 4 thì được đánh số nhờ sử dụng 32 bit khác nhau. Thế thì người ta không đánh thẳng con số từ 0 cho đến 4 tỷ 290 triệu mà người ta chia cái cụm 32 bit này ra thành 4 cụm nhỏ, mỗi cụm 8 bit. Sau đó thì mỗi cái cụm 8 bit này thì người ta lại quy nó sang hệ thập phân và hệ 10 cho nó dễ đọc.
thì các bạn biết rằng là với mỗi cụm 8 bit thì cái giá trị của một cái cụm này nó có thể từ 0 đến 255. Thế cho nên là cái địa chỉ IP thì thường thường nó sẽ có cái dạng ví dụ như là 203.178.136.63 hoặc là 192.168.1.10 chẳng hạn. Trong cái slide trước thì chúng ta đã nói với nhau rằng là địa chỉ IP version 4 có độ dài 32 bit và người ta sẽ cắt nó ra thành là 4 cụm, mỗi cụm 8 bit, sau đó thì với mỗi cụm 8 bit này người ta lại chuyển nó sang thành số thập phân. Và mỗi số ấy nó sẽ có giá trị từ 0 đến 255. Tuy nhiên là cái cách mà chia 4 cụm, mỗi cụm 8 bit như thế này thì thường thường là người ta dùng nó để mà viết ra thành con số, địa chỉ cho nó dễ đọc, dễ nhìn thôi. Trong thực tế thì cái địa chỉ IP version 4 dài 32 bit này thì nó có thể được chia thành 3 cái phần theo cái mục đích khác. Đấy là gì? Đầu tiên người ta sẽ sử dụng một số các cái bit ngoài cùng bên trái, người ta gọi là class bit. Và các cái bit này thì giúp chúng ta sẽ nhận diện xem là cái địa chỉ IP này nó thuộc vào lớp nào. Cái phần thứ hai người ta gọi là net ID, tức là cái địa chỉ của mạng. Thì phần này người ta sẽ chỉ ra rằng là cái máy tính nó nằm ở trong cái mạng nào. Và phần cuối cùng là host ID thì nó sẽ chỉ ra rằng là cái máy tính này nó có địa chỉ IP là gì ở trong cái mạng cho trước. Đến đây thì các bạn có thể hơi khó hiểu nhưng tôi hy vọng rằng là đến cái slide sau thì các bạn sẽ hiểu rõ hơn một chút về cái chuyện là class bit hay là net ID hay là host ID. Tôi xin nhắc lại với các bạn một chút, đấy là trong hai cái slide trước thì chúng ta đã biết rằng là nhất là cái địa chỉ IP thì nó có 32 bit, IP version 4 nó có 32 bit. Nó được chia thành 4 cụm, mỗi cụm 8 bit và các bạn có thể nhìn sang cái phần bên phải của slide này, các bạn sẽ thấy rằng là khi mà chúng ta chia như vậy thì cái địa chỉ IP trông nó sẽ như thế nào. Thì cái việc chia từ 32 bit thành 4 cái cụm, mỗi cụm 8 bit như thế này thì nó sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng hơn trong cái việc ghi và đọc cái địa chỉ này. Tuy nhiên trong cái slide ngay trước slide này thì chúng ta cũng nói rằng là một cái địa chỉ thì nó sẽ thường là bao gồm có 3 phần class bit, net ID và host ID. Thì ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy là với cái địa chỉ thuộc lớp A thì người ta dùng cái bit đầu tiên ngoài cùng bên trái để người ta đánh địa chỉ. Và cái bit này là bit 0. Sau đó thì người ta dùng 7 bit còn lại để đánh cho cái phần net ID và 24 bit cuối cùng thì người ta dùng đánh như hot. Chính vì thế mà trong cái lớp A thì nó có thể có là hai nhân với cả à xin lỗi các bạn, hai mũ 24 hot khác nhau. Tương tự như vậy thì đến địa chỉ lớp B nhưng mà lần này thì người ta thay đổi đi, người ta dùng 10 à xin lỗi các bạn, dùng là hai cái bit đầu tiên để mà đánh cái để mà chúng ta nhận ra rằng đây là một cái địa chỉ thuộc lớp B. Sau đó thì đến 14 bit còn lại dùng cho phần net và 16 bit ngoài cùng bên phải thì được dùng cho phần host, tức là chúng ta có hai mũ 16 host khác nhau trong một cái mạng thuộc vào cái lớp B này. Rồi đến lớp C thì chúng ta sử dụng đến 3 bit để mà đánh cho cái phần class bit và 21 bit dành cho phần net. Rồi chúng ta chỉ còn có 8 bit cho phần host mà thôi. Thế thì nếu mà các bạn gặp một cái địa chỉ bắt đầu bằng con số 192, thường thường ở nhà các bạn sẽ hay nhìn thấy cái địa chỉ như thế này, thì nhiều khả năng nó chính là cái địa chỉ thuộc vào cái lớp C. Ngoài ra thì chúng ta có lớp D, lớp E. Thì lớp E là được để dành cho tương lai, tuy nhiên là đến bây giờ thì chắc là chúng ta không dùng một lớp E này nữa rồi. Còn lớp D thì được gọi là Multicast Address. Cái địa chỉ này thì tôi cũng chưa có gặp bao giờ. Cái slide này nó rất là khó hiểu. Thực ra là cái phần IP này nói chung nó là khó hiểu. Tôi rất là mong các bạn đọc và hiểu kỹ nó một chút. Bởi vì đã học thì sẽ có thi. Mà có thi nếu mà không hiểu thì sẽ rất khó thi. Nên là tôi hy vọng là các bạn đầu tư một chút thời gian để mà cố gắng hiểu cái vấn đề ở đây.
Cái tiếp theo mà chúng ta sẽ thảo luận đấy là địa chỉ IP version 6. Thì như tôi đã nói với các bạn từ trước, đấy là địa chỉ IP version 4 thì đến bây giờ là nó đã bị hết địa chỉ. Lý do là nó dùng có 32 bit, mà 32 bit này thì nó chỉ đánh được khoảng là 2, xin lỗi các bạn, 4 tỷ 290 mấy triệu, thì tôi cứ làm tròn lên thành là 4 tỷ 300 triệu địa chỉ khác nhau. Nhưng mà đến ngày nay thì 4 tỷ địa chỉ này đã được dùng hết rồi. Cho nên là với các cái máy tính hoặc các điện thoại mới tham gia vào mạng Internet thì chúng ta không có địa chỉ để mà đánh nữa. Các bạn có thể không tin, tuy nhiên là theo như tôi vẫn còn nhớ thì vào năm 2001, cái năm này là năm quan trọng trong cuộc đời tôi, bởi vì là năm 2001 tôi có thi đại học và tôi bị trượt. Sau đó thì tôi ở nhà chơi một năm, vừa chơi vừa ôn thi đại học để thi lại năm sau. Thì lúc đó hay có lông bông với một cậu em hàng xóm kém tôi 3 tuổi, hai anh em cũng rất là quan tâm đến máy tính. Thì trong cái năm 2001 đấy có một cái sự kiện người ta đánh dấu là thế giới đã sản xuất ra 1 tỷ cái máy tính. Thế thì các bạn nghĩ rằng là trong vòng 20 năm làm sao mà từ năm 2001 đến bây giờ làm sao mà chúng ta dùng hết 3 tỷ cái địa chỉ còn lại? Thì các bạn biết rằng là ngày nay thì thế giới có 7-8 tỷ người, mà cái smartphone của các bạn là cái thứ cực kỳ phổ biến. Ngoài smartphone ra thì người ta có thể có thêm cái smartphone phụ, đúng không ạ? Rồi người ta có máy tính cá nhân, rồi người ta có máy tính xách tay, và một người nói chung là họ sẽ có nhiều thiết bị. Thế cho nên là cái việc mà hết 4 tỷ địa chỉ này thì theo tôi nghĩ là hoàn toàn trong khả năng. Thế thì cũng không phải từ bây giờ người ta mới nghĩ ra cái chuyện là 4 tỷ địa chỉ, 4,3 tỷ địa chỉ này nó bị hết, mà thực ra là từ năm 98 người ta đã, thậm chí là từ trước năm 98 người ta đã lường trước được cái vấn đề này rồi. Thế thì đến năm 98 thì người ta bắt đầu đề xuất ra một cái địa chỉ phiên bản, địa chỉ IP mới hơn và có thể sử dụng cho nhiều máy tính hơn. Thì đấy chính là lúc mà cái địa chỉ IP version 6 bắt đầu được xây dựng. Thế và ngày nay thì các bạn yên tâm rằng là máy tính với điện thoại của các bạn thì nó hoàn toàn tương thích với cái địa chỉ IP version 6 này thôi. Thì nhắc lại là IP version 6 thì nó dùng đến tận 128 bit để đánh địa chỉ, và nó có thể tạo ra 3,4 nhân 10 mũ 38 cái địa chỉ khác nhau. Và vì 128 bit nó quá dài cho nên là như tôi đã dạy các bạn ở trong cái chương 1 là chúng ta có thể viết nó dưới dạng ngắn hơn. Đấy là chúng ta sử dụng cái hệ hexadecimal hay là hệ 16 hay là hệ thập lục phân. Thế thì lúc này cứ 4 bit thì chúng ta sẽ viết lại được thành một ký hiệu ở trong hệ 16. Thế và ở đây thì 128 bit này thì người ta chia nó ra thành 8 nhóm, mỗi nhóm 2 byte hay là mỗi nhóm 16 bit. Và 16 bit thì tương đương với 4 cái cụm 4 bit, tức là 4 chữ số trong hệ thập lục phân. Đấy. Và các bạn có thể xem cái ví dụ về một cái địa chỉ IP version 6 ở cái dòng dưới cùng của slide. Các bạn thấy rằng kể cả khi chúng ta đã viết nó bằng số hexa thì nó cũng vẫn rất là dài. Tuy nhiên là cái việc dài này để đảm bảo là chúng ta có rất rất nhiều các cái địa chỉ IP và có thể dùng đến rất lâu nữa thì mới hết. Vừa rồi thì các bạn đã nhìn thấy hay là các bạn đã thấy rằng là tôi sử dụng rất là nhiều cái thời gian để mà giải thích về cái địa chỉ IP version 4 với version 6. Và các bạn cũng đã biết rằng là các cái máy tính khi tham gia vào mạng nó cần cái địa chỉ IP này để cái việc gửi nhận dữ liệu nó được chính xác. Cũng giống như khi các bạn ở nhà các bạn gửi thư hoặc là gửi bưu phẩm, gửi gói hàng, các bạn cần phải biết chính xác địa chỉ của người gửi thì các bạn gửi nó mới đến nơi được, chứ không các bạn gửi vu vơ thì ai nhận cũng được thì không phải. Thế nhưng mà các bạn bảo thì tôi dùng máy tính bao năm nay rồi tôi có bao giờ tôi biết đến những cái địa chỉ này đâu. Thế thì đấy là cái điều mà may mắn thôi, bởi vì là theo một số người người ta nhận định đấy là trí óc của con người thì nó khá là kém trong việc ghi nhớ các con số. Tuy nhiên là nó lại khá là giỏi trong việc ghi nhớ các cái cụm từ hoặc là các cái câu. Chính vì thế mà những cái người mà làm cái hệ thống mạng máy tính này thì người ta sử dụng cái địa chỉ IP là để cho máy tính nó có thể tìm thấy nhau. Thế còn đối với người thì người ta lại có một cái giải pháp khác hơn, đấy là người ta dùng một cái tên để cho người dùng có thể nhớ được những cái máy chủ khác nhau. Ví dụ các bạn có thể nhớ được rất nhiều dân trí.com.vn, facebook.com, yahoo.com, rồi twitter.com, rồi các bạn cũng có thể có mp3.zing.com, nhạc của tu.com, các bạn có thể nhớ được rất là nhiều tên.
Nhưng mà bây giờ bảo các bạn là nếu quy những cái tên đấy thành địa chỉ IP và các bạn nhớ thì khả năng là các bạn chỉ nhớ được một hai cái thôi. Thế thì để mà có cái sự thuận tiện như vậy thì phải có một cái hệ thống chạy nền ở bên dưới nữa, người ta gọi là hệ thống tên miền hay là Domain Name System, viết tắt là DNS. Thì cái hệ thống này là hệ thống nó chạy nền, nó chạy ẩn, và người dùng bình thường nếu không học, không tìm hiểu thì cũng không biết đến cái sự tồn tại của cái hệ thống tên miền này. Thì cái hệ thống tên miền này nó sẽ giúp cho chúng ta là không phải, thực ra là nó giúp cho máy tính là khi mà người dùng nhập một cái tên vào thì cái hệ thống tên miền này nó sẽ giúp máy tính phân giải từ cái tên này thành địa chỉ IP tương ứng. Đấy. Thì chính vì thế mà đối với người dùng thông thường chúng ta thì chúng ta không cần phải nhớ địa chỉ IP mà chúng ta chỉ cần nhớ tên miền là được. Thì các bạn đã gặp tên miền rất là nhiều lần rồi, facebook.com hoặc là youtube.com hoặc là vnua.edu.vn đúng không? Thì mỗi cái tên miền thì người ta có nhiều phần phân cách với nhau bởi dấu chấm cũng giống như địa chỉ IP. Thế thì người ta có một số cái quy ước, tất nhiên là quy ước này thì nó không quá là chặt chẽ mà nó cũng tương đối là linh động. Nhưng mà thôi thì chúng ta cứ học lướt qua một tí. Đấy là cái phần đầu tiên ở phía bên tay phải hay là phần ngoài cùng bên tay phải, thì thường thường nó sẽ là một cái phần mà chỉ ra cái khu vực địa lý liên quan đến cái tên miền này. Ví dụ như các bạn thấy là vnua hay là vnua.edu.vn đúng không ạ? Thì cái phần ngoài cùng bên phải của nó là .vn thì nó chỉ ra rằng đây là cái tên miền mà có liên quan đến Việt Nam, hoặc là dân chi.com.vn đúng không ạ? Thì cũng là một cái tên miền liên quan đến Việt Nam, hoặc là tinh tế.vn chẳng hạn thì nó cũng là một cái tên miền liên quan đến Việt Nam. Thế còn liên quan đến các quốc gia khác, ví dụ như Ấn Độ thì nó dùng chữ ID thì phải, Hàn Quốc thì nó dùng chữ KR, Nhật Bản thì nó dùng chữ GP, Trung Quốc thì như người ta dùng CN. Thế cái phần tiếp theo thì nó có thể là chỉ cái lĩnh vực hoạt động. Ví dụ như là trường nông nghiệp chúng ta hoạt động trong lĩnh vực giáo dục thì cái phần tiếp theo của nó là chữ Edu, viết ngắn gọn của Education. Hoặc là với các cái cơ quan chính phủ như là các cái bộ ban ngành thì nó có chữ GOV, Government. Hoặc là trong cả cái lĩnh vực quân đội thì nó có thể có chữ MIN, MIL. Từ cái phần thứ ba trở đi thì thường thường là nó sẽ liên quan đến cái tổ chức sử dụng cái tên miền này, ví dụ như là VNOA đúng không, hoặc là dân trí, hoặc là gì gì đấy. Thế thì các bạn cũng sẽ thấy rằng là ví dụ có những cái tên như là tuổi tuổi trẻ.vn chẳng hạn thì nó chỉ có hai phần thôi, một phần là tuổi trẻ thể hiện rằng đây là nó là cái cơ quan hay là cái bộ phận thuộc vào báo Tuổi Trẻ. Sau đó thì nó đến chỉ dẫn địa lý luôn, tức là nó đến Việt Nam luôn, chứ nó không có một cái phần mà chỉ ra rằng là cái tuổi trẻ.vn này nó hoạt động trong lĩnh vực nào. Thực ra thì nó hoạt động trong lĩnh vực xuất bản tin tức, thế nhưng mà nó không có. Thì ở đây cũng phải nói rằng là đây là cái quy ước nó không hoàn toàn là chặt chẽ, và đến ngày nay thì thậm chí các bạn còn có thể đăng ký tên miền theo chính tên của các bạn luôn, tất nhiên các bạn phải bỏ tiền ra để mà đăng ký. Hai cái khái niệm tiếp theo là hai khái niệm mà người dùng rất dễ dùng lẫn với nhau, kể cả bản thân tôi cũng vậy thôi. Đây là khái niệm trang web và website. Trang web là web page, thì nó là một cái tài liệu mà được xây dựng bằng cái ngôn ngữ gọi là HTML, Hypertext Markup Language. Trong đó có lưu trữ các cái nội dung và các cái định dạng bản. Ngoài ra thì nó cũng có thể có các cái phần thông tin liên quan đến các cái hình ảnh, âm thanh. Thế còn website thì nó lại là một tập hợp của các cái trang web có liên kết với nhau. Thì các bạn nên chú ý một chút đúng không? Để khi mà người ta nói đến website thì mình biết website là gì, webpage là gì. Thông thường thì tôi vẫn cứ dùng lẫn lộn website webpage. Tôi thường gọi là trang web dân trí đúng không ạ? Tức là webpage dân trí nhưng thực ra không phải, dân trí phải gọi là một website. Thế thì về kích thước một cái website thì nó có thể rất là lớn và nó gồm có hàng trăm, hàng nghìn, thậm chí là hàng chục nghìn những cái page, webpage ở trên đó. Về mặt nội dung thì website có thể chứa nhiều thông tin dành cho rất là nhiều người, và cũng có những cái website mà nó chứa những cái lĩnh vực thông tin cụ thể liên quan đến một số cái ngành hẹp thôi. Trong cái phần này thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn những cái thiết bị cần thiết và những cái thủ tục cơ bản để làm sao các bạn có thể có được cái kết nối internet tại nhà của mình. Thế thì đương nhiên là
cái yêu cầu đầu tiên là các bạn muốn có kết nối internet thì các bạn cần phải có máy tính, và trên máy tính nó phải có các mạng, các bạn có thể là có dây hoặc có thể là không dây. Cái thiết bị thứ hai rất quan trọng đấy là các bạn phải có một cái modem. Thì cái modem này ngày nay thì khi tôi không biết các cái nhà cung cấp dịch vụ khác như thế nào, nhưng mà tôi sử dụng cái dịch vụ của VNPT. Thì khi mà tôi đăng ký dịch vụ thì VNPT họ cho tôi mượn cái modem, lúc nào tôi không sử dụng dịch vụ nữa thì họ đòi lại, chúng ta không phải bỏ tiền mua đấy, nhà mạng họ khuyến mại cho chúng ta cái modem về dùng. Thì ngày nay thì tôi nghĩ là đa phần thì đã sử dụng cái modem cáp quang rồi. Thế còn trước đây thì chúng ta có cái modem ADSL hay là ADSL. Tôi nghĩ là cái modem ADSL này nó bắt đầu phổ biến ở Việt Nam vào khoảng năm 2002 hoặc 2003, hoặc là sau đấy một vài năm. Tôi nghĩ vậy. Còn trước đấy thì chúng ta phải dùng một cái mô hình gọi là mô hình dial-up. Cái modem dial-up này các bạn biết là chờ nó kết nối được thì rất là lâu, tốc độ thì chậm vô cùng luôn. Sau khi các bạn có modem rồi thì các bạn cần phải liên hệ với một cái nhà cung cấp dịch vụ internet nào đấy, tùy vào khu vực các bạn ở, có thể có một hoặc là nhiều nhà cung cấp dịch vụ khác nhau. Các bạn phải liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ internet hay là gọi là Internet Service Provider hay là ISP. Sau đó thì cái nhà cung cấp dịch vụ này họ mới cấp cho các bạn một cái tài khoản. Và có thể như tôi đã nói là họ sẽ cho các bạn mượn một cái modem. Sau đó thì họ sẽ cho nhân viên của các bạn của họ xuống và kéo cái dây cáp từ cái điểm nối nào đấy vào nhà cho các bạn. Sau đó thì nhân viên này họ cũng phải thiết lập cái modem bằng cách là cài đặt cái phần username password mà cái nhà cung cấp dịch vụ đã cung cấp cho các bạn. Sau khi mà cài cắm xong xuôi thì các bạn có thể là cắm thêm một cái switch hoặc là một cái access point để mà chúng ta có thể kết nối không dây. Thì sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng máy tính hoặc là điện thoại của mình với các cái phần mềm mà có chức năng làm việc ở trên internet, ví dụ như các bạn dùng trình duyệt web để các bạn duyệt web, các bạn dùng cái ứng dụng Facebook để mà truy cập vào mạng xã hội Facebook hoặc là YouTube để mà xem các cái clip trên YouTube, hoặc là Skype để các bạn gọi điện thoại từ xa có hình ảnh có âm thanh, và các bạn có thể dùng Outlook để mà kiểm tra các cái thư điện tử của mình. Trong phần thứ ba và cũng là phần cuối của chương này thì chúng ta sẽ nói về một số cái dịch vụ cơ bản của internet. Thế thì ở trong bài học này thì chúng ta sẽ nói về bốn cái dịch vụ khác nhau. Đấy là dịch vụ World Wide Web hay là web, thì nó có liên quan đến cái khái niệm là website hay là web page ở trong phần trước. Cái dịch vụ tiếp theo là dịch vụ tìm kiếm. Dịch vụ thứ ba là dịch vụ thư điện tử, và dịch vụ thứ tư là cái dịch vụ mà nó tương đối mới là dịch vụ lưu trữ dữ liệu trên đám mây. Trong đó tôi sẽ giải thích cho các bạn đám mây là gì, nó không phải là mây trên trận đầu của các bạn đâu. Dịch vụ đầu tiên là cái dịch vụ World Wide Web hay là viết tắt là 3W kép, và thường thường thì chúng ta sẽ gọi ngắn gọn nó là dịch vụ web. Thì đây là một cái dịch vụ cơ bản của internet, nó chứa các cái thông tin bao gồm các cái dạng văn bản, chữ, các cái hình ảnh, các cái âm thanh, các cái video, và các cái dạng này dữ liệu này thì nó có thể kết hợp với nhau và truyền tải tới người dùng thông qua cái kết nối internet, cũng như là người dùng phải sử dụng cái trình duyệt thích hợp. Để mà cái dịch vụ web này nó có thể hoạt động được thì đối với người dùng thông thường như chúng ta thì chúng ta cần những cái phần mềm mà người ta gọi là phần mềm client hay phần mềm khách, mà gọi một cách dễ hiểu hơn nữa thì gọi là các cái trình duyệt web hay là các cái web browser. Ngày nay thì có cũng tương đối nhiều các cái trình duyệt, nhưng mà đối với các bạn và tôi thì có lẽ là phổ biến nhất vẫn là Google Chrome hoặc là một cái trình duyệt khác dùng chung cái nhân Chromium với Chrome tên là trình duyệt Cốc Cốc. Cốc Cốc thì do một cái công ty ở Việt Nam họ phát triển. Ngoài ra có thể có các cái trình duyệt khác, ví dụ như là Firefox hoặc là Opera hoặc là Microsoft Edge. Gần đây thì Microsoft Edge họ cũng chuyển sang dùng chung cái nhân Chromium với trình duyệt Google luôn. Thế thì đấy là phía client. Thế còn về phía server, tức là cái người cung cấp những cái nội dung cho chúng ta, thì người ta phải có một cái phần mềm được gọi là web server. Thế thì các bạn có thể không bao giờ biết đến cái web server này bởi vì các bạn đâu cần quan tâm, các bạn biết đến trình duyệt là tốt rồi. Thế nhưng mà đối với những người mà học công nghệ thông tin thì đa phần họ đều biết rằng là phải có cái phần mềm gọi là web server này. Và phần nhiều trong số những người học công nghệ thông tin thì đã từng làm việc hay là đã từng cài đặt và sử dụng những cái web server này khi mà trong quá trình học.
thì có hai cái web server mà cái người học hay gặp, đấy là cái web server có tên là IIS7. Đây là cái sản phẩm của Microsoft. Ngoài ra thì có một cái web server khác khá là nổi tiếng, hay được dùng cho các cái máy tính chạy Linux. Đấy là cái Apache web server. Gần đây thì có rất là nhiều các web server mới, ví dụ như là Nginx mới nổi lên như là một cái đối thủ khá là ngầu của Apache. Tuy nhiên là Apache thì nó vẫn chiếm cái thị phần tương đối lớn. Và tôi nhắc lại là các bạn nghe để biết thế thôi, chứ còn về thực tế thì có lẽ là các bạn sẽ chẳng bao giờ cần phải quan tâm đến những cái web server này làm gì. Ngày nay thì các bạn biết rằng là cái khối lượng thông tin mà có sẵn ở trên Internet nó là cực kỳ lớn. Thế thì trong một cái biển thông tin như thế thì sự ra đời của những cái công cụ tìm kiếm đấy là một cái thứ gì đấy tất yếu và nó mang lại rất là nhiều lợi ích cho người dùng. Thế thì nó làm cho cái việc mà tìm kiếm những cái thông tin mong muốn của người dùng trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều. Người dùng hoàn toàn có thể có những cái kết quả tìm kiếm chọn được những cái kết quả tìm kiếm phù hợp với cái mục đích của mình. Và tuy nhiên là nó cũng nảy sinh một số cái vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất đấy là người ta cần phải sử dụng những cái bộ lọc để mà lọc đi những cái thông tin nó ảnh hưởng xấu đến xã hội. Ví dụ như những cái thông tin nó liên quan đến các cái vụ xả súng chẳng hạn, là người ta cũng cần phải đưa tin rất là cẩn trọng, hoặc là thông tin mà nó liên quan đến những cái vấn đề như là ấu dâm chẳng hạn. Thì khi mà người dùng có muốn tìm kiếm thì có lẽ là những cái kết quả trả về cũng không nhiều. Bởi vì ngày nay là các cái công ty cung cấp dịch vụ tìm kiếm, đặc biệt là Google, thì họ có những cái, họ thậm chí họ thuê hẳn những công ty bên ngoài xây dựng những cái bộ lọc tìm kiếm để làm sao loại bỏ những cái kết quả không phù hợp đi. Thế nhưng mà ở phía còn lại thì đương nhiên là cái công cụ tìm kiếm như thế này nó vẫn rất là tốt và nó mang lại rất là nhiều tiền cho những cái đơn vị chủ quản, đặc biệt là Google. Các bạn có thể không biết nhưng mà nếu mà các bạn thuê Google quảng cáo ấy thì các bạn phải trả tiền. Thế nhưng mà sau khi Google nhận tiền của các bạn thì thường thường là cái trang web hoặc là những cái nội dung mà các bạn đưa lên Internet ấy, thì sẽ được Google ưu tiên xuất hiện ở những cái vị trí đầu tiên trong cái kết quả danh sách các kết quả tìm kiếm. Và do đó thì cái khả năng mà người tìm kiếm họ kích vào những cái thông tin của các bạn là nó sẽ cao hơn. Thế ngày xưa thì Google họ mập mờ, tức là họ không rõ ra là đâu là cái kết quả tìm kiếm mà có tác động của tiền, hay là kết quả do người dùng thuê, đâu là kết quả tìm kiếm theo đúng những cái yêu cầu mà từ phía người tìm kiếm đưa lên. Thế ngày nay thì Google đã rõ ràng hơn rất là nhiều, đấy là khi các bạn tìm kiếm thì ở trước mỗi kết quả tìm kiếm nó có thể có xuất hiện chữ AD hay là chữ QC. Đây chính là những cái kết quả mà Google trả về cho các bạn, nhưng mà về phía còn lại là những cái kết quả này thì những cái công ty họ sở hữu những cái nội dung này họ đã trả tiền để mà thuê Google quảng cáo. Ngày nay thì đa phần các bạn chỉ biết đến Google như là một cái công cụ tìm kiếm, có thể có một số bạn khác biết đến Bing.com, bởi vì cái công cụ Bing này là công cụ mặc định của Microsoft Windows phiên bản 10. Thế còn những cái công cụ khác thì thực ra là nó đã nổi tiếng từ rất là lâu trước đây rồi. Còn bây giờ thì vì một số lý do mà nó không còn được như trước nữa, ví dụ như là Yahoo hay là AltaVista hay là Lycos. Thế có nhiều cái câu chuyện đằng sau cái sự phổ biến của Google, và có rất là nhiều người họ tin rằng là Google họ đang tìm mọi cách để trở nên độc quyền. Chẳng hạn như là trước đây vài năm thì tôi có nghe được một cái thông tin rằng là Google họ sẵn sàng trả cho hãng Apple, là đơn vị sản xuất ra chiếc điện thoại iPhone, mỗi năm khoảng 1 tỷ đô la để hãng Apple họ dùng cái công cụ tìm kiếm mặc định là Google. Thì các bạn biết rồi, đấy là một khoản tiền rất là lớn. Và tất nhiên là các bạn phải hiểu rằng là nếu Google bỏ ra 1 tỷ thì họ phải thu được nhiều hơn thế từ cái việc là độc quyền cái công cụ của mình. Thì các cái hãng lớn thì họ đều có xu hướng là biến cái công cụ hoặc sản phẩm của mình là độc quyền thôi. Thế nhưng mà bản thân cái chính sách này thì đôi khi họ cũng gặp phải một số cái vấn đề, những cái cuộc kiện tụng ở các cái khu vực khác nhau. Và những cái cuộc kiện tụng này thì đa phần là các cái hãng như Google hay là Microsoft từng trải qua, thì họ đều nhận phần thua. Nhưng mà đại khái là các bạn hiểu rằng là dù họ có thua và phải trả những khoản tiền rất là lớn lên đến khoảng độ 500 triệu đô la Mỹ,
thì cái thời gian mà cái vụ kiện nó xảy ra rất là dài, và trong cái thời gian đấy thì những cái hãng công nghệ này họ kiếm được rất rất là nhiều tiền rồi, và họ thừa sức để nộp những cái khoản phạt mà đối với chúng ta thì rất là lớn, nhưng đối với họ thì nó chẳng đáng là bao nhiêu cả. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn một chút về cái công cụ tìm kiếm Google. Thì đối với người dùng Việt Nam, chúng ta có thể truy cập vào cái công cụ này bằng trình duyệt, và chúng ta sẽ nhập cái địa chỉ là google.com.vn. Thì đây là một cái công cụ được đánh giá là phổ biến với nhiều tính năng tìm kiếm tốt, và nó hỗ trợ rất là nhiều ngôn ngữ. Câu chuyện mà tôi muốn kể với các bạn ở đây là trước đây khi mà tôi còn đang học đại học, nó rơi vào khoảng năm 2003, 2004, thì ở Việt Nam cũng có một số công nghệ, một số công ty họ cũng tạo ra các cái công cụ tìm kiếm, và họ nói rằng là họ tin rằng là họ có thể là đánh bại được Google tại cái thị trường Việt Nam, bởi vì họ tin rằng là họ là người Việt, họ hiểu tiếng Việt, và cái công cụ tìm kiếm dành riêng cho người Việt nó sẽ tốt hơn so với công cụ tìm kiếm của một cái hãng nước ngoài. Thế nhưng mà giật mình bất thình lình, Google họ hỗ trợ tiếng Việt và họ thực hiện cái thuật toán tìm kiếm của họ tốt đến mức mà ngày nay thì các công cụ tìm kiếm của Việt Nam chết sạch sành sanh, và không phải đến ngày nay mới chết mà có lẽ nó phải chết từ cách đây khoảng chục năm rồi. Thế thì để các bạn thấy rằng là cái sự bành trướng của Google nó khủng khiếp đến mức độ như thế nào. Tất nhiên là không phải lúc nào Google cũng nhất. Ví dụ như là ở Trung Quốc chẳng hạn thì chính phủ Trung Quốc cấm Google hoạt động. Thế và thậm chí là tại Trung Quốc thì Google còn không có văn phòng đại diện. Thì kể cả những cái hãng lớn khác như là Facebook cũng như vậy. Facebook thì vẫn cứ la liếm là muốn mở văn phòng và muốn cho cái mạng xã hội hoạt động. Nhưng mà Google thì họ có lẽ là họ thấy rằng là Trung Quốc họ quá cứng rắn, cho nên là cái mạng tìm kiếm của Google là không có cửa sống ở Trung Quốc, và họ quyết định là buông cái mạng này ra. Thế và gần đây thì cái ông Donald Trump là tổng thống Mỹ, ông ta còn quyết định là cấm Google được làm ăn với cái hãng Huawei trong cái hệ điều hành Android. Thế thì đây nó là một cái tổn thất với riêng cái hãng Google, bởi vì các bạn biết rằng là cái thị trường Trung Quốc và cái hãng Huawei là những cái thị trường rất là lớn, nó có đến khoảng hơn 1 tỷ dân. Nếu mà hoạt động được trong cái thị trường này thì doanh thu và lợi nhuận có thể là rất đáng kể, nhưng mà Trung Quốc họ bảo vệ những sản phẩm nội địa, cho nên là Google bị mất cơ hội ở những cái thị trường lớn như thế này. Dù sao thì phục vụ phần còn lại của thế giới cũng rất là tốt, vẫn rất là tốt, và vẫn cứ là đại gia mà thôi. Khi mà chúng ta thực hiện tìm kiếm với Google thì các bạn không nên tìm kiếm theo từng từ đơn một, mà thay vào đấy các bạn nên tìm kiếm theo một cụm từ hoặc là một câu. Và các bạn có thể sử dụng dấu va à, dấu cộng xin lỗi, dấu cộng để mà kết hợp các cái từ khóa tìm kiếm lại với nhau. Khi mà các bạn sử dụng dấu cộng thì trong cái văn bản kết quả nó phải xuất hiện đồng thời cả hai cái từ khóa ở hai bên của dấu cộng. Còn nếu các bạn muốn tìm chính xác một từ hoặc cụm từ thì các bạn bao từ hoặc cụm từ bởi dấu nháy kép. Còn nếu mà các bạn muốn loại bỏ một cái từ khóa nào ra khỏi kết quả tìm kiếm thì các bạn sẽ thêm dấu trừ vào trước cái từ khóa ấy. Thế thì trong kết quả tìm kiếm nó sẽ loại đi những cái trang nào mà chứa cái từ khóa bị loại đi ấy. Nó sẽ không chứa, các bạn, nó sẽ không chứa cái từ khóa mà chúng ta đã xác định là cần phải loại bỏ. Ngoài cái công cụ tìm kiếm mặc định thì Google còn cung cấp cho người dùng một cái công cụ tìm kiếm nâng cao, và các bạn có thể truy cập vào nó theo cái đường link ở trên màn hình. Thế thì với cái công cụ này thì chúng ta có thể đưa thêm nhiều những cái điều kiện khác để chúng ta lọc bớt đi những cái kết quả không liên quan. Thế và kết quả tìm được thì nó sẽ sát với cái mong muốn của chúng ta nhất. Ngoài việc tìm kiếm thông tin dưới dạng văn bản ra thì Google còn cho phép chúng ta tìm kiếm nhiều thông tin khác, ví dụ như là tìm kiếm các cái hình ảnh hoặc các cái đoạn video. Thế và thậm chí là các bạn còn có thể sử dụng Google như là một cái máy tính đơn giản. Ví dụ các bạn có thể nhập vào cái thanh tìm kiếm là 2 nhân với 5 thì bằng bao nhiêu, thì Google nó cũng sẽ tính, họ trả lại kết quả cho chúng ta. Hoặc là các bạn có thể tìm những cái thông tin về mặt thời tiết hay là giá vàng hay là tỷ giá ngoại tệ, thì việc tìm và chuyển đổi ở trên Google này cũng khá là nhanh và thuận tiện. Cái dịch vụ thứ ba phổ biến ở trên Internet ngày nay đấy là dịch vụ thư điện tử. Thế thì tôi thì tôi cứ mạnh dạn tin rằng là đa phần các bạn đã học đến bậc đại học thì các bạn có lẽ đã gửi
ít nhất là một lần thư điện tử ở trong đời. Tất nhiên là không phải là ai cũng có điều kiện làm việc với máy tính từ sớm này nọ cái khác đúng không ạ? Nhưng mà tôi thì tôi cứ hy vọng là trong cái thời đại ngày nay thì các bạn đã từng gửi thư rồi. Tại sao tôi lại phải hy vọng như thế là bởi vì ngày nay thì đa phần các bạn là thích sử dụng những cái dịch vụ nhắn tin hơn là sử dụng dịch vụ thư. Đấy là thực tế. Nhắn tin thì nó sẽ đến rất là nhanh và cái tin nó sẽ ngắn, đọc tiếp nó cũng dễ. Thế còn thư thì các bạn lại lòng hoàng hơn một chút. Thế thì đối với việc mà sử dụng thư điện tử thì yêu cầu là mỗi người chúng ta phải có một cái tài khoản thư điện tử. Thế và mỗi cái tài khoản đấy thì nó tương tự như là một cái địa chỉ. Và một cái địa chỉ thư điện tử thì nó sẽ gồm hai cái thành phần chính. Đấy là cái phần tên tài khoản và phần thứ hai là phần tên miền. Và hai cái phần này thì nó được ngăn cách với nhau bởi một cái dấu hiệu mà người Việt Nam chúng ta gọi là A còng. Tuy nhiên nếu mà đọc bình thường thì người ta sẽ gọi là ất hay là tại cái vị trí nào đấy. Ví dụ như là phòng thư điện tử của tôi sẽ là TV Hà ất VNUA chấm hay là vnua.edu.vn đúng không ạ? Tôi đọc như vậy là các bạn sẽ thấy rất khó chịu bởi vì ất là tiếng Anh. Nhưng mà sau đó thì tôi lại đọc theo kiểu tiếng Việt là vnua xong rồi lại đến chấm đúng không? Nó sẽ rất là loằng ngoằng nhưng mà thôi thì chúng mình cứ đọc theo kiểu người Việt với nhau đấy là A còng đúng không? Ngày nay thì có rất là nhiều những cái hãng khác nhau họ cung cấp cái dịch vụ này. Ví dụ như là phổ biến nhất thì có lẽ vẫn là Google. Ngoài ra như tôi thì làm việc tại trường nông nghiệp nên là tôi cũng có một cái hòm thư do nhà trường cung cấp. Các bạn cũng vậy thôi. Các bạn vừa rồi thì các bạn có vào trường và cái dịp đầu năm 2020 thì đa phần các bạn còn đang học trong trường sẽ có một cái tài khoản thư do trường cấp và các bạn sẽ dùng cái tài khoản này để truy cập vào cái phần mềm Microsoft Teams để học trực tuyến. Ở trong cái slide này thì tôi muốn giới thiệu với các bạn về cái cấu trúc của một cái thư điện tử. Thì thông thường là thư điện tử nó sẽ có hai phần chính gọi là phần header hay là phần tiêu đề và phần body là phần nội dung hay là phần thân của cái thư điện tử. Thì trong phần header thì chúng ta sẽ có một cái trường gọi là trường from xác định xem là cái thư này được gửi từ ai, từ hòm thư nào. Sau đó thì đến trường to, to là để xác định là người nhận là ai. Chúng ta có thể có một cái trường là CC tức là carbon copy. Thì đây là những cái người mà chúng ta sẽ muốn nhận cái thư điện tử này. Có thể những người này không phải là người nhận chính nhưng mà chúng ta thấy rằng là có một số cái nội dung trong thư nó liên quan thì chúng ta có thể thêm những cái người này vào. Nếu mà các bạn dùng các cái mạng xã hội như là Facebook thì cái việc này nó hơi hơi giống cái việc gọi là tag một ai vào. Ngoài ra thì chúng ta có một trường date để nó xác định cái ngày giờ mà cái bức thư này được gửi đi. Rồi chúng ta có một cái trường gọi là subject hay là cái tiêu đề của thư. Thế còn trong cái phần nội dung thì chúng ta có thể có những cái nội dung dưới dạng chữ đánh vào hay là gọi là nội dung văn bản. Và chúng ta cũng có thể gửi kèm những cái tệp, ví dụ như âm thanh, hình ảnh hay tệp tài liệu vào cái phần nội dung của cái thư điện tử này. Để mà sử dụng được cái dịch vụ thư điện tử thì trước tiên là các bạn cần xác định xem là mình sẽ phải hay là mình muốn sử dụng cái dịch vụ thư điện tử của nhà cung cấp dịch vụ thư điện tử nào. Ví dụ như các bạn có thể chọn Google, ngày nay thì tôi nghĩ Google là tương đối là phổ biến. Các bạn có thể chọn Yahoo, các bạn có thể chọn Hotmail. Và như tôi hay các bạn thì chúng ta còn có cái thư của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Thì sau khi mà xác định được cái dịch vụ xong thì chúng ta cần có một cái tài khoản. Thế với những cái dịch vụ như là Google hay là Yahoo hay Hotmail thì chúng ta có thể tự tạo được tài khoản. Còn với Học viện Nông nghiệp Việt Nam thì chúng ta cần phải được một người khác, người quản trị viên của hệ thống người ta tạo ra cái tài khoản này cho chúng ta. Thì sau khi mà chúng ta có xác định được dịch vụ rồi và chúng ta có tài khoản rồi thì nếu mà chúng ta muốn dùng dịch vụ thư điện tử thì chúng ta phải có một cái phần mềm nó có thể chạy với chức năng là email client tức là cái chương trình phía người dùng. Thì đa phần các cái dịch vụ thư điện tử hiện nay nó đều cho phép chúng ta là truy cập thông qua việc sử dụng các cái trình duyệt. Tuy nhiên là đôi khi thì những cái chức năng của trình duyệt nó không được đầy đủ. Thế thì chúng ta cũng có rất là nhiều những cái chương trình mà người ta gọi là email client, tức là cái chương trình mà sử dụng email ở phía người dùng bình thường. Thì chúng ta nếu mà các bạn dùng điện thoại thì các bạn có thể nhìn thấy những cái dịch vụ như là Gmail ở trên điện thoại Android rất là phổ biến, nó được cài mặc định.
hoặc các bạn có thể cài thêm Yahoo Mail. Nếu các bạn dùng máy tính thì các bạn có thể dùng cái chương trình Outlook mặc định của Windows, và các bạn cũng có thể dùng những cái chương trình như là Thunderbird, là cái chương trình miễn phí mã nguồn mở. Tôi nghĩ rằng là đa phần mọi người ngày nay các bạn đều có cái tài khoản thư điện tử của hãng Google hay là Gmail rồi. Thế cho nên là trong cái slide này thì tôi có nói qua một chút về cái Yahoo. Thế thì để mà tạo lập một cái tài khoản thư điện tử do Yahoo cung cấp thì các bạn có thể truy cập vào địa chỉ là login.yahoo.com. Sau đó thì các bạn chọn vào mục là tạo tài khoản. Sau đó nữa thì các bạn cần phải làm theo các cái hướng dẫn, các bạn phải điền rất là nhiều người thông tin, ví dụ như tên họ, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, câu hỏi bí mật hay là cái khác. Sau khi tạo tài khoản thành công thì các bạn có thể đăng nhập và sử dụng. Thế thì ở đây tôi muốn kể cho các bạn một cái câu chuyện từ cái thời xa xưa như thế này, từ cái thời tôi mới biết dùng Internet và thư điện tử. Thế thì cái ngày đấy thì nó rơi vào khoảng năm 2001, 2002. Nó là một cái giai đoạn mà Yahoo nó vẫn còn thịnh vượng và Google thì chưa thấm vào đâu cả. Thì ngày đấy tôi nhớ không nhầm là một cái tài khoản thư điện tử Yahoo thì các bạn được sử dụng một cái dung lượng là 4 MB, có nghĩa là thư đi thư đến gì đấy, tổng tất cả các cái thư nó không được vượt quá 4 MB. Tôi nhắc lại 4 MB nhé. Thế thì các bạn cứ tưởng tượng rằng là nếu mà 4 MB thì ngày nay các bạn dùng máy ảnh ở trên điện thoại các bạn chụp thì chắc độ 10 15 cái ảnh thì hết 4 MB này thôi. Thế thì ngày ấy các anh em con rời là muốn trêu nhau thì mới nghĩ ra trò là dùng một cái chương trình sau đó gửi tự động hàng loạt bức thư đến một cái đối tượng nào đấy là nạn nhân. Thế và số lượng bức thư gửi có thể lên đến hàng nghìn, thậm chí là hàng chục nghìn thư. Nó dẫn tới cái tình trạng là 4 MB của người nhận là bị cạn kiệt hết. Bởi vì có 4 MB nên nó rất nhanh hết. Thế và sau đó thì người nhận phải ngồi mà lúc cúc mà xóa những cái thư này đi, thì lúc đấy cái dung lượng hòm thư nó trống ra thì anh ta mới tiếp tục gửi và nhận thư được. Câu chuyện nó chưa dừng lại đấy. Thế thì ngày sau, cách sau đấy mấy năm thì Google bắt đầu họ cũng nhảy vào cái thị trường là thư điện tử. Thế và tôi nhớ không nhầm thì cái thuở đầu tiên đấy là muốn dùng được cái hòm thư Gmail là phải có người mời, invite, là phải có một cái người đã dùng tài khoản Google rồi, sau đó họ mời mình vào thì mình mới dùng được. Thế thì họ Google họ chơi ngầu hơn, họ cho người dùng tài khoản 1 GB. Đấy. Thì các bạn biết là từ 4 MB lên 1 GB nó rơi vào cỡ khoảng hơn 200 lần. Thế cho nên là anh em lao vào Google. Thế về sau này thì cái dung lượng nó cứ tăng dần tăng dần. Thế thì tôi không nhớ chính xác cái thời điểm là 2000 mười mấy, nhưng mà có một thời điểm Yahoo họ chơi lớn, họ tài khoản Yahoo bây giờ không giới hạn dung lượng sử dụng, có nghĩa là các bạn muốn gửi bao nhiêu thì gửi, muốn giữ bao nhiêu file trong đấy thì giữ. Thế thì bên Google họ lần này thì họ không đua nhau nữa, bên Google họ vẫn giữ cái chính sách như cũ thôi. Ngày nay thì các bạn được khoảng 15 16 MB, à gigabyte, dành cho tất cả các cái dịch vụ của Google, từ thư rồi Drive rồi calendar rồi các thứ photo. Thế còn Yahoo thì sau cái tuyên bố mà không giới hạn dung lượng thì về sau này thì họ có giới hạn lại, nhưng mà cái giới hạn của họ nó cũng vẫn rất là lớn, nó lên đến 1 TB. Nếu mà tôi không nhầm thì đến giờ thì họ vẫn giữ cái dung lượng là 1 TB cho người dùng, nhưng mà ở Việt Nam thì càng ngày càng ít những người dùng đến cái dịch vụ Yahoo này. Cái dịch vụ thứ tư cũng là dịch vụ cuối cùng mà tôi muốn giới thiệu với các bạn trong bài học này, đấy là dịch vụ lưu trữ dữ liệu là đám mây. Ở đây các bạn hiểu là đám mây là các cái dịch vụ lưu trữ thông qua Internet, chứ không phải đám mây. Ở đây là cái đám mây thật trên đầu các bạn, bay trên trời các bạn. Thì người dùng có thể là truy cập hoặc là tải lên hoặc là tải về các cái file tài liệu ở những cái máy tính mà chúng ta gọi là máy chủ hay là máy cung cấp dịch vụ. Ngoài ra thì những cái dịch vụ này bây giờ nó còn có các cái phần mềm mà khi chúng ta vào cài vào máy nó sẽ cho phép chúng ta đồng bộ dữ liệu giữa máy tính cục bộ của chúng ta với lại cái nội dung được lưu ở trên cái máy cung cấp dịch vụ hay là máy chủ. Thì ưu điểm của cái hình thức lưu trữ đám mây này đấy là gì? Cái dữ liệu của chúng ta nó sẽ được lưu trữ ở nhiều nơi, cho nên là nếu mà máy tính cá nhân của chúng ta nó bị hỏng thì chúng ta vẫn có thể truy cập và lấy lại cái dữ liệu của mình từ các cái dịch vụ lưu trữ đám mây. Đấy, thì cho nên là nó sẽ an toàn hơn một chút.
Tuy nhiên là cái nhược điểm của nó đấy là gì? Đấy là chúng ta cần phải có kết nối Internet thì chúng ta mới lấy được dữ liệu hay mới truy cập được dữ liệu của mình. Ngày nay thì tôi đặc biệt khuyến khích các bạn dùng các cái dịch vụ lưu trữ đám mây. Bởi vì là trước đây khi tôi còn trẻ, cái thời mà tôi sinh viên năm cuối hoặc là sau khi mà tôi mới tốt nghiệp được đôi ba năm thì có cái hiện tượng sinh viên là như thế này. Các bạn đến gần ngày bảo vệ luận văn thì các bạn nói với giáo viên hướng dẫn rằng là thưa thầy em bị mất máy tính hoặc là thưa thầy máy tính của em nó bị hỏng ổ cứng và còn một số cái lý do khác nữa, nhưng nôm na là gì, là đến gần cái ngày bảo vệ luận văn và công việc của các bạn chưa làm được mấy. Thế thì cái điều mà chúng ta nhận thấy ở đây là có thể những người nói thật cũng có thể là người nói dối. Tôi giả sử rằng nếu trong trường hợp họ nói thật, có nghĩa là có một cái tai nạn gì đấy xảy ra và những cái việc mà họ đã làm và được lưu ở trên máy tính thì nó bị ảnh hưởng và nó bị biến mất. Thế thì cái tình trạng bị mất dữ liệu này nó sẽ không xảy ra nếu các bạn sử dụng cái dịch vụ lưu trữ đám mây. Bởi vì như tôi vừa mới nói xong, đấy là gì? Khi các bạn sử dụng dịch vụ lưu trữ đám mây thì cái dữ liệu của các bạn thường thường sẽ được đồng bộ, tức là nó sẽ được tồn tại song song ở trên máy tính cục bộ của các bạn và trên cái tài khoản online của các bạn. Thế chẳng may có vấn đề gì với máy tính, ví dụ như máy tính nó bị hỏng ổ cứng, nó bị rơi xuống nước, nó bị người ta ăn trộm mất này nó kia khác, thì các bạn vẫn có thể truy cập vào cái tài khoản online của mình và lấy được tất cả các dữ liệu về. Thì đấy là cái lý do đầu tiên mà tôi khuyên các bạn sử dụng dịch vụ lưu trữ đám mây. Thế còn với mỗi người thì các bạn sẽ có những cái lý do khác nhau nữa để mà dùng đến cái dịch vụ này. Ở Việt Nam chúng ta thì cũng có một số cái dịch vụ lưu trữ dữ liệu đám mây, mà ở đây thì tôi muốn giới thiệu với các bạn cái dịch vụ ép xe. Cái dịch vụ này thì nó hỗ trợ cái file có dung lượng khá lớn, vài chục gigabyte. Và với tài khoản miễn phí thì chúng ta sẽ có 50 GB dung lượng đảm bảo, tức là chúng ta có thể tải lên tương đối nhiều file. Thế và trước đây thì tôi hay dùng cái dịch vụ ép xe này, lý do là tôi là người nghiện phim cho nên là hay vào cái dịch vụ này để tải các bộ phim về. Thế còn ngày nay thì việc tải phim ở ép xe nó đòi hỏi chúng ta phải mua tài khoản VIP rất là khó khăn, cho nên là tôi không dùng cái tài khoản ép xe này nữa. Cái dịch vụ lưu trữ đám mây thứ hai mà tôi muốn giới thiệu với các bạn đấy là Google Drive. Đây là một sản phẩm của hãng Google, được ra mắt vào năm 2012. Và người dùng cái dịch vụ này thì có thể lưu trữ rất là nhiều các cái thể loại tập tin, có thể có đồng bộ với máy tính và các cái thiết bị di động. Và ở trên máy tính thì các bạn có thể là truy cập vào cái dịch vụ này thông qua cái đường dẫn là drive.google.com, sau đó thì các bạn có thể đăng nhập bằng chính cái tài khoản hòm thư Gmail của mình. Đây là một cái tài khoản chung dành cho Google, cho nên nếu các bạn đã lập tài khoản một lần thì các bạn có thể truy cập được rất nhiều các cái dịch vụ khác nhau của Google. Ở trên điện thoại thì các bạn cũng có thể có một cái ứng dụng tên là Drive. Ứng dụng này thì ai dùng Android thì sẽ có mặc định là mua máy về là có luôn, và các bạn chỉ cần đăng nhập thế là xài luôn. Thế còn ai dùng iPhone thì các bạn sẽ phải cài rời rời ra sau, thì việc cài nó cũng dễ thôi, không có vấn đề gì cả. Ngày nay thì cái dung lượng mà Google cung cấp cho người dùng bình thường miễn phí không phải trả tiền gì cả thì 15 GB. Tuy nhiên nếu mà các bạn có cái nhu cầu cao hơn, đấy là các bạn muốn lưu trữ nhiều dữ liệu hơn thì các bạn sẽ mua cái tài khoản premium gì đó, và đương nhiên là khi các bạn trả tiền dung lượng cao hơn và các bạn sẽ ít khi phải nhận quảng cáo hơn. Dịch vụ lưu trữ đám mây tiếp theo là một sản phẩm của hãng Microsoft. Trước đây thì nó có tên là Sky Drive, nhưng mà sau này thì do một cái hãng ở Anh họ kiện cái tên này, là hãng kia họ đã đăng ký trước mất rồi. Đây là Google, à xin lỗi các bạn, Microsoft buộc lòng phải chuyển cái tên dịch vụ này sang thành là OneDrive, và nó có sẵn ở trên cái hệ điều hành Windows 10. Ngoài ra thì trên các cái hệ điều hành khác các bạn cũng có thể cài cái ứng dụng OneDrive, sau đó thì có thể sử dụng. Thế thì các bạn chỗ này nên lưu ý một chút, đấy là khi mà các bạn có cái tài khoản Office 365 thì cái dung lượng lưu trữ ở trên cái dịch vụ OneDrive của bạn lên đến 1 TB, và các bạn nên tận dụng cái dung lượng này. Tất nhiên là sau này khi mà các bạn tốt nghiệp thì cái tài khoản hòm thư của các bạn sẽ bị thu hồi. Lúc này các bạn có thể sẽ không truy cập vào cái dịch vụ này nữa. Nhưng mà hiện tại thì trong cái thời gian vẫn còn học ở trường thì các bạn vẫn còn được quyền sử dụng dịch vụ, và các bạn nên tận dụng cái dịch vụ này một cách hiệu quả nhất.
Dịch vụ lưu trữ đám mây thứ tư mà tôi muốn giới thiệu với các bạn đấy là Dropbox. Trước tiên thì tôi đánh giá cá nhân rằng đây là một cái dịch vụ rất là tốt. Tuy nhiên là cái dung lượng miễn phí của nó khá thấp, nhưng mà cái tốc độ đồng bộ rồi cái phần mềm đồng bộ của nó hoạt động rất là thông minh, rất là hiệu quả. Lúc trước thì tôi rất là hay dùng Dropbox trong khoảng vài năm, nhưng mà trong khoảng gần 2 năm trở lại đây thì tôi đã không còn dùng Dropbox nữa. Lý do là cái máy tính của tôi đổi máy tính một số lần, thế cho nên là mỗi lần tôi đổi máy tính mà nó đồng bộ lại thì nó mất cũng hơi nhiều thời gian, bởi vì cái dung lượng của tôi nó lên đến khoảng 20 GB. Thế sau đó thì tôi chuyển sang là sử dụng cái OneDrive của hãng Microsoft là chính. Ngoài ra thì thi thoảng tôi cũng có sử dụng Google Drive. Tôi nhắc lại rằng là mặc dù tôi không còn dùng Dropbox nữa, nhưng cái dịch vụ này vẫn là một dịch vụ tốt, mà nếu mà các bạn không thích những dịch vụ còn lại thì bạn có thể tham khảo Dropbox. Vâng, bài học của chúng ta hôm nay về mạng máy tính và Internet đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong các cái bài học sau.